âm nhạc và ca hát. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cái kênh âm thanh karaoke Audio TMX. Ngày hôm nay thì em xin cập nhật một cái dòng sản phẩm vang số Theta K6. Em mới về được một lô hơn chục chiếc, rất là đẹp và chi tiết. Nó đẹp đến mức độ là chắc có lẽ là không thể đẹp hơn được nữa. Thiếu mỗi cái thùng xốp thôi. Và giá thì rất là ok. Đấy, giá rất là ok. Thì so với thời điểm hiện nay thì giá rất là ok. Thì em xin cập nhật đó chính là vang số Theta K6. Về chất âm và mọi thứ thì em đã test hết ở trên cái kênh Audio TMX rồi. Ngày hôm nay em chỉ cập nhật thêm thôi, vì là cái lô này em mới về nó rất là đẹp. Thì em xin cập nhật mọi người để anh em yêu âm thanh, yêu ca hát và yêu cái sắc đẹp thì có thể là sở hữu những con vang Theta K6. Thì không có gì phải lăn tăn để nói là bỏ một đồng tiền ra để sở hữu một con vang Theta K6 đối với gia đình, thì không có gì phải lăn tăn cả. Rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời về chất âm, về độ hay và về cả cái đẹp. Thì đây em xin mời mọi người, chúng ta sẽ cùng đi chi tiết hơn một chút về cái sản phẩm vang số Theta K6 này. Đây em sẽ quay xa hơn một chút, em về hơn chục con, rất là đẹp, rất là đẹp. Anh em hãy nhanh tay liên hệ theo cái số điện thoại là 0976 833 612 để có thể sở hữu một cái sản phẩm vang số Theta K6 rất là đẹp, sắc nét và chi tiết. Âm thanh thì hay, đã có tên tuổi và anh em đã, tất cả mọi người đều đã biết về nó rồi. Có lẽ là em cũng không cần giới thiệu nhiều vì trên thị trường đã rất nhiều người sở hữu những con vang này rồi. Và sản phẩm test cũng như là video test, video giới thiệu sản phẩm thì đều rất nhiều những cái video nói về nó. Thì ở đây em chỉ cập nhật là hiện tại là hôm nay em mới về một lô rất là đẹp. Lô đẹp thì đương nhiên với giá đẹp. Tuy nhiên là đối với tại thời điểm hiện nay thì nó rất là tốt. Giá em đang giao con vang này đó chính là 2,7 triệu, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Đấy, mọi người có thể thấy rằng nó rất là đẹp. Được chưa? Hàng thì hàng em bao đẹp, bao zin, bao hàng chính hãng, cho nên là anh em có thể yên tâm mua và sử dụng. Đấy, mua và sử dụng chế độ bảo hành thì anh em hoàn toàn ok, đó chính là bảo hành 3 tháng. Đối với hàng bãi đã qua sử dụng như là chỉ bảo hành 3 tháng thôi. Đấy, 3 tháng. 3 test 1 tuần, nếu lỗi thì đổi con khác. Chi phí vận chuyển chuyển đi chuyển về trong quá trình bảo hành thì bên em sẽ chịu. Đấy, nó rất là đẹp mọi người nhá, rất chi là đẹp. Hàng thì vừa cái đếp nó rất là mới, em xin cập nhật là đếp rất là mới. Cái này đây mọi người, có những cái con nó vẫn còn nguyên tem từ nhà phân phối. Tuy nhiên là có những con thì nhà phân phối cũng không dán tem, nhưng hàng đều bao zin hết nhá. Đây nó nguyên tem. Nguyên tem luôn. Sản xuất năm 2013, được xuất xưởng 2013. Rất chi là đẹp, rất chi là đẹp. Của cái rừng rất là tốt, rất là cao. Hàng thì rất là đẹp, đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ mặt trước ra mặt sau. Này, mọi người có thể thấy rất chi là đẹp. Đây, con còn nguyên tem. Trong quá trình vận chuyển thì tem kia nó cũng có xước xát đi một tí. Thì sản phẩm vang số Theta K6 này rất là ok, có thể nói rằng là dùng cho gia đình rất là tuyệt, dùng gia đình rất là tuyệt. Thiết kế rất đẹp cho nên là anh em hoàn toàn yên tâm. Đây, mọi người có thể thấy đấy, nó đẹp từ đằng trước ra đằng sau, mọi thứ đều đẹp hết, tai tung cũng vẫn đẹp. Đều đẹp hết nhá, đều đẹp hết. Đấy, những cái tai nó cũng đều đẹp hết, không sứt không xước. Anh em sở hữu được một cái sản phẩm vang số đẹp như thế này, cái lô đẹp như này thì rất ít khi nó về nhé, rất ít khi nó về được cái lô nào đẹp như này. Anh em nhanh tay liên hệ em thông qua số điện thoại là 0976 833 612. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video giới thiệu sản phẩm mới lần sau hoặc cập nhật sản phẩm mới lần sau. Audio TMX xin chân thành cảm ơn khách hàng.